tập chiều nay của đội tuyển U23 Việt Nam có sự theo dõi của các huấn luyện viên đang theo học khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp như cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương hay huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn ông Nguyễn Đức Thắng. Vấn đề sức khỏe của toàn bộ các cầu thủ được triệu tập là điều mà người hâm mộ cũng như ban huấn luyện quan tâm lúc này. Trong buổi tập ngày hôm qua, sau trường hợp đáng tiếc của Nguyễn Tiến Linh gặp phải chấn thương lật cổ chân, thì Hà Đức Chinh trong ngày hôm nay không thể tập cùng các đồng đội. Bốn cầu thủ là Tuấn Anh, Đông Triều, Thanh Thịnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Ở vị trí chấn giữ khung thành, thủ thành Phí Minh Long không đạt được thể trạng tốt nhất và chỉ có thể hỗ trợ huấn luyện viên tập cùng đồng đội. Ba thủ môn là Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng và Ngọc Tuấn chủ yếu được tập các tình huống xử lý bóng trên không. Tuy nhiên cho đến cuối buổi tập, thủ thành Tiến Dũng đã gặp phải một chút vấn đề ở đầu gối và không thể hoàn thành các bài tập. Về kỹ chiến thuật, huấn luyện viên người Hàn Quốc như thường lệ vẫn cho các cầu thủ triển khai các tình huống ban bật ở cự ly ngắn, ít chạm. Đặc biệt, trong buổi tập ngày hôm nay, ông Park cùng hai trợ lý của mình đã cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập di chuyển, triển khai lối chơi từ phòng ngự sang phản công. Đi cùng với đó là cải thiện khả năng dứt điểm của tất cả các cầu thủ. Nhìn chung các cầu thủ tỏ ra thích nghi tốt với giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Dự kiến, đội sẽ có một buổi tập cuối cùng vào sáng mai trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải M150 Cup. Em thấy là các bài tập của ông rất là hay và thay đổi để cảm thấy nó rất là hợp lý với cái lối chơi của đội tuyển. Cụ thể là bài tập gì anh chia sẻ? Những cái bài tập mà bắt mình chơi phải nhanh và luôn nhìn về phía trước. Như mọi người đã thấy thì ông cũng đang tập chiến thuật cho đội và như chiến thuật mà ông đã phát biểu báo giới thì ông đã đang tập cho đội những cái bài mà ông đã phát biểu trước. Tôi biết là huấn luyện viên sẽ có cái giáo án để cho mình khi mà mình vào thi đấu mình sẽ có một cái thể trạng tốt nhất và thi đấu.